Sáng nay, Trường Đại học Thủ Dầu Một khai giảng năm học mới 2023-2024 và chào đón tân sinh viên khóa D23 và mở đầu chuỗi các hoạt động kỷ niệm hành trình 15 năm phát triển của trường. Dự lễ khai giảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lộc Hà. Năm học 2023-2024, Trường Đại học Thủ Dầu Một chào đón 3.600 tân sinh viên trúng tuyển ở 36 ngành đào tạo bậc đại học. Chỉ tiêu tuyển sinh đạt 100%. Năm học mới, toàn thể cán bộ giảng viên, nhân viên và sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một quyết tâm đoàn kết, nhất trí triển khai nhiệm vụ năm học với 10 mục tiêu chính. Trong đó, có nhiều mục tiêu hướng đến người học như tuyển sinh bậc đại học đạt 4.500 người học, tuyển sinh sau đại học đạt ít nhất 250 người học, tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 90% sau khi tốt nghiệp 6 tháng. 100% các hoạt động phong trào được chuyển đổi thành các hoạt động giúp người học phát triển năng lực và thái độ đáp ứng chuẩn đầu ra. Để đảm bảo việc dạy và học đáp ứng chuẩn đầu ra, nhà trường tạo ra môi trường văn hóa học tập ứng dụng và nuôi dưỡng khát vọng, phục vụ cộng đồng của tân sinh viên. Trong đó, chú trọng đào tạo sinh viên về kiến thức, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp, năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một Nguyễn Quốc Cường mong muốn các giảng viên, sinh viên sẽ tiếp tục gắn kết chặt chẽ và cùng quyết tâm đạt được nhiều thành tựu ý nghĩa để chúc mừng cho lần thứ 15 của trường vào tháng 6 năm sau. Dịp này, lãnh đạo trường đã khen thưởng cho 13 tân sinh viên có thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh năm 2023.